A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 8 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 7 Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất Bài 29 Hệ số góc của đường thẳng rồi chúng ta sẽ quan sát cho cô vào phần một nhỏ. Hệ số góc của đường thẳng. Góc tạo bởi đường thẳng Y bằng AX cộng B với điều kiện là A khác 0 và trục OX. Chúng mình sẽ quan sát này trong mặt phẳng OXY. Góc alpha sẽ được tạo bởi đường thẳng Y bằng AX cộng B, A khác 0 và trục OX là góc tạo bởi tia AX và tia AT trong đó a là giao điểm của đường thẳng y bằng a cộng b với trục Ox còn T là một điểm nào đó thuộc đường thẳng y bằng a cộng b và có tung độ dương mình chú ý rằng là alpha sẽ phải là một góc lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ rồi chúng ta sẽ quan sát cho cô các trường hợp như sau ở hình đầu tiên với trường hợp là a lớn hơn 0 Chúng ta có đường màu xanh chính là đường thẳng Y bằng AX cộng B và đây là góc alpha được tạo bởi đường thẳng Y bằng AX cộng B với trục OX. Được chưa nhỉ? Trường hợp thứ hai là trường hợp A nhỏ hơn 0. Cô có đường thẳng màu xanh là đường thẳng Y bằng AX cộng B tạo với trục OX một góc alpha và chúng ta có thể thấy ngay đây là góc, góc tù. Còn trường hợp đầu tiên sẽ là góc nhỏ. Đúng chưa nhỉ? Rồi chúng ta sẽ quan sát cho cô vào hoạt động số 1 nào. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ OXY, vẽ hai đường thẳng sau. Đường thẳng D y bằng x cộng 2 và đường thẳng D phẩy là y bằng trừ x cộng 2. Đầu tiên là con sẽ vẽ cho cô đường thẳng D y bằng x cộng 2. Cô sẽ chọn ra hai điểm. Hai điểm bất kỳ, điểm thứ nhất sẽ là cô cho x bằng 0 thì thay vào đường thẳng D chúng ta thay x bằng 0 này chúng ta sẽ được y bằng 0 cộng 2 là y bằng 2 đúng nhỉ khi đó cô được giao điểm của đồ thị với trục OI sẽ là điểm A tọa độ 0 2 tiếp theo cô sẽ cho y bằng 0 à chúng mình sẽ thay y bằng 0 ở đây khi đó 0 bằng x cộng 2 từ đó rút x ra thì x sẽ bằng âm 2 và ta được giao điểm của đồ thị với trục OX là điểm B có tọa độ âm 2, 0. Đồ thị hàm số DI bằng x cộng 2 chính là đường thẳng AB. Được, chưa? Được đường thẳng đi qua điểm A và điểm B. Rồi đó là đường thẳng D này. Tương tự con sẽ thực hiện vẽ cho cô đồ thị hàm số D phẩy. À, đầu tiên là cô cũng sẽ cho x bằng 0. Thường là chúng mình sẽ chọn x bằng 0 và y bằng 0. Đúng chưa nhỉ? x bằng 0 thì y sẽ bằng 2. Ta được giao điểm của đồ thị với trục OI sẽ là điểm A có tọa độ 0, 2. Còn khi cô cho Y bằng 0 thì X bằng 2. Chúng mình sẽ được giao điểm của đồ thị với trục OX là điểm C có tọa độ 2, 0. Từ đó đồ thị hàm số D phẩy Y bằng âm X cộng 2 chính là đường thẳng đi qua điểm A và điểm C là đường màu xanh lá cây. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp tục vẫn là hoạt động 1 này, chúng ta sẽ thực hiện cho cô hai ý như sau. Ý A, so sánh góc tạo bởi đường thẳng D và trục OX với 90 độ. Ý B, so sánh góc tạo bởi đường thẳng D phẩy và trục OX với 90 độ. À, chúng mình quan sát cho cô hình lúc nãy chúng ta đã thực hiện vẽ này. Ở đây con có thể thấy ngay là góc tạo bởi đường thẳng D là đường thẳng màu xanh nước biển này. Và trục OX thì là góc nhọn Mà góc nhọn thì sẽ là góc nhỏ hơn 90 độ Đúng không nhỉ? Vậy ở ý A à, cô có thể trả lời rằng Góc tạo bởi đường thẳng D và trục OX là góc nhỏ hơn 90 độ Còn góc tạo bởi đường thẳng D phẩy và trục OX Là đường thẳng màu xanh lá cây này Với trục OX sẽ tạo ra góc ở vị trí này Và góc này cô thấy là góc tù Góc tù thì sẽ lớn hơn 90 độ rồi, từ đó chúng mình sẽ rút ra cho cô phần định nghĩa như sau vì có sự liên quan giữa hệ số a với góc tạo bởi đường thẳng y bằng ái cộng b và trục Ox nên ta có định nghĩa sau cô gọi a là hệ số góc của đường thẳng y bằng ái cộng b chú ý điều kiện ở đây sẽ là a khác không khi mà hệ số góc a dương thì đường thẳng Y bằng AX cộng B sẽ đi lên từ trái sang phải và góc tạo bởi đường thẳng này với trục OX sẽ được gọi là góc nhọn. Còn khi mà hệ số góc A âm, thì đường thẳng Y bằng AX cộng B sẽ đi xuống từ trái sang phải. Khi đó góc tạo bởi đường thẳng này và trục OX là góc tù. rồi Từ phần định nghĩa này chúng ta sẽ thực hiện cho cô ví dụ số 1. Đề bài yêu cầu tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là âm 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. Rồi đầu tiên là hàm số bậc nhất cần tìm thì sẽ có dạng là y bằng ax cộng b. Đúng không nhỉ? Đề bài đã cho hệ số góc là âm 3. À có nghĩa là chúng mình đã có a bằng âm 3. Vậy thì hàm số bậc nhất cần tìm sẽ có dạng là y bằng âm 3x cộng b. À như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đi thực hiện tìm B cho cô Thì chúng ta đã tìm được hàm số bậc nhất cần tìm đúng không? Rồi đề bài còn cho gì nữa nhỉ? Nào đường thẳng có hệ số góc là âm 3 Và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 Cắt trục hoành thì có nghĩa là Y sẽ bằng 0 Và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 Thì x sẽ bằng X sẽ bằng 2 Đúng không ạ? Rồi từ đó chúng ta sẽ thay cho cô x bằng 2 và y bằng 0 vào hàm số bậc nhất y bằng âm 3x cộng b. À, chỗ nào có y chúng ta sẽ thay là số 0 này. Chỗ nào có x thì chúng mình sẽ thay là số 2. Từ đó cô tìm được b bằng 6. Vậy hàm số cần tìm sẽ là y bằng âm 3x cộng 6. Để chúng mình sẽ tiếp tục chuyển cho cô sang phần lý thuyết tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Hai nhỏ, đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Đầu tiên là con sẽ thực hiện nhận biết cho cô hai đường thẳng song song bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện hoạt động số 2. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ OXY, vẽ hai đường thẳng y bằng 3x và y bằng 3x trừ 3. Sau đó con nhận xét cho cô về vị trí tương đối của hai đường thẳng này. À cô sẽ thực hiện vẽ nhanh nhé. Đường thẳng Y bằng 3X thì sẽ đi qua hai điểm, đó là gốc tọa độ O00 và điểm B có tọa độ là 13. Còn đường thẳng Y bằng 3X-3 thì sẽ đi qua hai điểm, là điểm C có tọa độ 0, âm 3 và điểm D có tọa độ là 10. Đã quan sát này, đường thẳng Y bằng 3X chính là đường thẳng màu xanh nước biển, còn đường thẳng Y bằng 3X-3 là đường thẳng màu xanh lá cây à đến đây con có thể thấy rằng hai đường thẳng này song song với nhau đúng không? như vậy từ đó cô sẽ rút ra kết luận rằng Nào, chúng mình quan sát này hai đường thẳng này có hệ số góc làm sao đây ạ? giống nhau đúng không ạ? hay nói cách khác là a sẽ bằng a phẩy và b của chúng mình thì sẽ phải khác b phẩy nhá. rồi từ đó chúng ta sẽ có ghi nhớ này hai đường thẳng y bằng a i cộng b với a khác không và y bằng a phẩy x cộng b phẩy với a phẩy khác không sẽ song song với nhau khi mà a bằng a phẩy và b khác b phẩy và ngược lại nếu như chúng mình có a bằng a phẩy và b khác b phẩy thì chúng ta sẽ có hai đường thẳng song song với nhau được chưa ạ còn hai đường thẳng này sẽ trùng nhau khi a bằng a phẩy b bằng b phẩy và ngược lại khi a bằng a phẩy và b bằng b phẩy thì hai đường thẳng đó sẽ trùng nhau. Rồi từ ghi nhớ chúng ta sẽ thực hiện cho cô ví dụ số 2 nào. Tìm giá trị của m để đường thẳng y bằng m cộng 3 đóng mở ngoặc nhân x cộng 1 với điều kiện là m khác âm 3. Có nghĩa là hàm số này đã là hàm số bậc nhất này. Song song với đường thẳng y bằng âm 1 phần 2x 2. À nhớ lại cho cô phần lý thuyết lúc nãy nào. Hai đường thẳng sẽ song song với nhau khi nào đây ạ? à khi mà a bằng a phẩy và b khác b phẩy đầu tiên là con sẽ xác định cho cô ở đường thẳng đầu tiên này a sẽ là m cộng ba còn b sẽ là một ở đường thẳng thứ hai là a bằng âm một phần hai còn b thì sẽ là âm hai chúng mình nhớ đọc cả dấu của nó này rồi từ đó hai đường thẳng này sẽ song song với nhau khi mà m cộng ba bằng với âm một phần hai từ đó cô tìm được m bằng âm 7 phần 2. Và chắc chắn là thỏa mãn rồi, được chưa nhỉ? Vậy giá trị m cần tìm chính là âm 7 phần 2. Đó là phần hai đường thẳng song song. Còn hai đường thẳng cắt nhau thì sao nhỉ? Thực hiện cho cô hoạt động số 3. Cô cho hai đường thẳng y bằng âm x và y bằng 2x cộng 1 bằng cách so sánh hai hệ số góc hỏi hai đường thẳng này có song song hay là trùng nhau hay không. Ở đây cô thấy rằng ở đường thẳng đầu tiên có hệ số góc là âm 1, còn ở đường thẳng thứ hai thì có hệ số góc là 2. Âm 1 thì chắc chắn là khác 2, vậy nên là hai đường thẳng này không song song và chắc chắn là cũng không trùng nhau. Đúng chưa? Không song song, không trùng nhau thì chắc chắn là chúng sẽ cắt nhau. Từ đó cô có phần ghi nhớ như sau hai đường thẳng y bằng a x cộng b với a khác 0 và y bằng a phẩy x cộng b phẩy với a phẩy khác 0 sẽ cắt nhau khi mà a khác a phẩy và ngược lại. Nếu như con có a khác a phẩy thì hai đường thẳng này chắc chắn sẽ cắt nhau. Thực hiện cho cô ví dụ số 3 nào. Tìm các giá trị của m để đường thẳng y bằng m cộng 2 nhân x với m khác âm 2 đường thẳng y bằng âm x cộng 1. À, để hai đường thẳng này cắt nhau thì hệ số góc của chúng phải khác nhau, đúng không ạ? Có nghĩa là m cộng 2 sẽ phải khác âm 1, hay nói cách khác là m khác âm 3. Từ đó kết hợp với điều kiện đã cho thì chúng ta sẽ tìm được giá trị m đó là khi m khác âm 2 và m khác âm 3 thì hai đường thẳng này sẽ cắt nhau. Ta nhớ là phải kết hợp với cả điều kiện ở đề bài này. Được chưa nhỉ? Rồi, đó là phần lý thuyết trong tiết học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần bài tập nào. Bài tập số 1. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm 2, 2 và có hệ số góc là âm 4. À, trước hết là chúng ta cùng nhớ lại cho cô này. Hàm số bậc nhất thì sẽ có dạng là y bằng A cộng b với điều kiện là A khác không Đúng ạ? A à, ở đây chúng mình gọi là hệ số góc Mà đề bài lại cho hệ số góc là bằng âm 4 rồi Được chưa ạ? Vậy nên chúng ta sẽ thay vào hàm số bậc nhất Thì khi đó hàm số cần tìm sẽ có dạng là Y bằng âm 4X cộng B Được chưa ạ? Hàm số Y bằng AX cộng B này Có hệ số góc là âm 4 Có nghĩa là A bằng âm 4 Thì con sẽ thay vào đây Thay A bằng âm 4 vào đây Chúng ta sẽ có dạng là Y bằng âm 4X cộng B rồi như vậy nhiệm vụ của chúng mình bây giờ chỉ cần đi tìm cho cô B. Chúng ta còn một dữ kiện nữa ở đề bài chưa sử dụng, đó là đường thẳng đi qua điểm 2 âm 2. À con chỉ cần thay tọa độ của điểm này vào hàm số bậc nhất cần tìm thì chúng mình hoàn toàn có thể tìm được B. Được chưa nhỉ? Rồi con sẽ thay cho cô. x bằng 2 và y bằng 2 vào hàm số cần tìm cô có 2 bằng âm 4 nhân 2 cộng b, từ đó tìm được b bằng 10. Vậy kết luận hàm số cần tìm là y bằng âm 4 x cộng 10. Nó rất là đơn giản được chưa nhỉ? Bài tập số 2 nào. Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau và các cặp đường thẳng cắt nhau trong các trường hợp sau ở ý A là y bằng âm 2x trừ 1, IB là y bằng 3x cộng 2, C là y bằng 3x và D là y bằng âm 2x cộng 2. À, trước khi làm bài tập này, thì chúng ta sẽ cùng với cô nhắc lại một chút về phần lý thuyết này. Nhắc lại cho cô lý thuyết về các đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau. Nào hai đường thẳng được gọi là cắt nhau khi mà hệ số góc của chúng khác nhau. Còn hai đường thẳng được gọi là song song với nhau khi mà hệ số góc bằng nhau, có nghĩa là a bằng a phẩy và b khác b phẩy. Đúng không? Ở đây chúng mình có thể quan sát nhanh này. Cô có ở đường thẳng ở ý a và ý d có cùng hệ số góc là âm -2 mà b là âm -1 và hai lại khác nhau. Vậy nên là con có thể thấy ngay hai đường thẳng này song song với nhau. Tương tự ở ý B và ý C có hệ số góc là 3 giống nhau và B là 2 và bên này B sẽ là 0 nhé. 2 khác 0, vậy nên hai đường thẳng này cũng song song với nhau. Được chưa nhỉ? Rồi cô có này. Vì âm -2 bằng âm -2 và âm -1 thì khác 2 nên là cặp đường thẳng y bằng âm -2x 1 và y bằng âm -2x 2 sẽ song song với nhau. Tương tự vì 3 bằng 3 và 2 khác 0 nên là cặp đường thẳng y bằng 3x cộng 2 và y bằng 3x sẽ song song với nhau. Còn khác nhau thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Cô có âm 2 khác 3 nên là các cặp đường thẳng sau sẽ cắt nhau này. y bằng âm 2x trừ 1 và y bằng 3x cộng 2. Tiếp tục, y bằng âm 2x 1 và y bằng 3x cũng sẽ cắt nhau. y bằng âm 2x cộng 2 và y bằng 3x cộng 2. Cuối cùng là y bằng âm 2x cộng 2 và y bằng 3x. Đó là những cặp đường thẳng cắt nhau. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục con chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Cô cho hai hàm số bậc nhất. Y bằng 4M cộng 4 đóng mở ngoặc nhân x chừ 1. Với điều kiện ở đây sẽ là M khác âm 1. Và Y bằng M trừ 2 đóng mở ngoặc nhân x cộng 1 với điều kiện m khác 2. Hãy tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau. Thực hiện cho cô ý a nhỏ trước nào. Hai đường thẳng song song với nhau khi nào đây ạ? À chúng mình vừa thực hiện ở bài tập số 2, đúng không? Cô vừa nhắc lại bài tập số 2 đó là hai đường thẳng sẽ song song với nhau khi mà a bằng a' và b khác b'. Chúng mình sẽ cùng với cô thực hiện xác định hệ số A và B. A phẩy và B phẩy ở hai đường thẳng này nhé. Hàm số đầu tiên này, cô có A là 4M cộng 4 và B là âm 1. Nhớ là đọc cho cô cả phần dấu của nó này. Ở hàm số thứ hai cô có A là M 2, còn B thì sẽ là 1. Được chưa? Vậy hai đường thẳng này sẽ song song với nhau khi mà 4M cộng 4 bằng m 2. Được chưa? Và âm 1 thì chắc chắn là khác 1 rồi, nên chúng ta không cần phải nhắc lại nữa. Đến đây cô sẽ giải được m bằng âm 2 và thỏa mãn các điều kiện ở trên đề bài. Được chưa? Rồi vậy con kết luận, với m bằng âm 2 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau. Ý B, hãy tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau. Để hai đường thẳng này cắt nhau thì rất là đơn giản, con chỉ cần cho A khác A Có nghĩa là 4M cộng 4 sẽ khác M 2. Hay nói cách khác là M khác âm 2. À, tuy nhiên chúng mình nhớ này, sẽ phải kết luận cho cô kết hợp cả điều kiện ở đề bài nữa nhé. Vậy cô kết luận với M khác âm 1, M khác 2 và M khác âm 2 thì hai đường thẳng đã cho cắt nhau. Rồi đó là bài tập số 3. Chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng song song với đường thẳng y bằng 2x trừ 5 và đi qua điểm có tọa độ là âm 2, 2. À, đầu tiên chúng ta sẽ xác định cho cô này. Hàm số bậc nhất của chúng mình thì sẽ có dạng là y bằng ax cộng b. Đúng không? Tuy nhiên đường thẳng đó lại song song với đường thẳng y bằng 2x trừ 5. À, nếu như song song với đường thẳng này thì con sẽ suy ra được hệ số góc A bằng bao nhiêu đây ạ? A bằng 2, đúng không? Hai đường thẳng song song với nhau thì sẽ có hệ số góc bằng nhau và B thì sẽ khác B phẩy, được chưa ạ? Có nghĩa là hàm số ban đầu cô gọi là I, y bằng AX cộng B này hàm số đó lại song song với đường thẳng y bằng 2 x 5. Vậy nên từ đó cô suy ra hàm số bậc nhất sẽ có hệ số góc là âm 2 và có B khác âm 5. Được chưa nhỉ? Rồi như vậy cô xác định được hàm số cần tìm có dạng là y bằng 2x cộng B với điều kiện B khác âm 5. Chúng ta còn một dữ kiện nữa chưa sử dụng đó là đi qua điểm âm 2, 2. À, đi qua điểm này có nghĩa là điểm này sẽ thuộc vào đường thẳng đó. Đúng không? Con sẽ thay cho cô điểm có tọa độ âm 2 và 2 vào hàm số bậc nhất cần tìm. Cô có 2 bằng 2 nhân âm 2 cộng B. Từ đó cô tìm được B bằng 6. Và con kết luận hàm số cần tìm sẽ có dạng là Y bằng 2X cộng 6. Được chưa ạ? B bằng 6 thì sẽ thỏa mãn này. Vì điều kiện của chúng mình là B khác âm 5 Và chắc chắn là B bằng 6 thì sẽ thỏa mãn rồi Được chưa nhỉ? Rồi như vậy đó là bài tập số 4 Và đây cũng là bài tập cuối cùng Trong tiết học ngày hôm nay Và chúng ta nhớ lại cho cô này Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần nhớ Các ý chính như sau Thứ nhất đó là Hàm số bậc nhất thì có sẽ có dạng là y bằng ái cộng b với điều kiện là a khác không. Và khi mà hệ số góc a dương thì đường thẳng y bằng ax cộng b sẽ đi lên từ trái sang phải góc tạo bởi đường thẳng này và trục OX x sẽ được gọi là góc nhọn ngược lại khi mà hệ số góc a âm thì đường thẳng y bằng ax cộng b sẽ đi xuống từ trái sang phải góc tạo bởi đường thẳng này và trục OX x sẽ được gọi là góc tù tiếp đến chúng ta cần ghi nhớ cho cô đó là hai đường thẳng y bằng ax cộng b với điều kiện a khác không và y bằng a phẩy x cộng b phẩy với điều kiện a phẩy khác không sẽ song song với nhau khi a bằng a phẩy và b khác b phẩy sẽ trùng nhau khi a bằng a phẩy và b bằng b phẩy cuối cùng là chúng sẽ cắt nhau khi a khác a phẩy được đó là toàn bộ lý thuyết trong bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau cô chào tất cả các con khóa học viên sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách